Chào Nam ha. Nay em giới thiệu cái máy ECHO 331 EVL. Máy này của ông chú gần nhà ông gửi bán ha. EVL nè. Máy còn mới lắm. Quên bật công tắc. Rồi ha, em nói cái máy giá máy này luôn là 1.750.000. Anh em nào cần thì liên hệ em ha. Cái máy này là máy ông chú ông gửi bán. Ông mua về ông sưu tầm này, rồi bây giờ cái ông mua máy khác rồi cái ông gửi em bán máy này. Anh em cần thì liên hệ em Zalo 0961088776. Nè, máy đẹp cực kỳ luôn, còn ba cái tem này nữa ha. Ông mua về ông cưa cũng ít nè. Rồi bây giờ mua cái máy tay cục. Cái ông bán ông gửi em bán lại cái máy này. Đẹp ha. Lam này khoảng 35 cm thôi. Nó hơi ngắn, xài xích nhỏ. Đẹp cực kỳ. Cc 33,4 cc. Đầu máy nặng 4,3 kg. Tem bọng rồi còn cái mấy cái tem bọc bọc này nữa ha. Đẹp. Máy đẹp. Ông nói mua cái máy tay cục xài nhẹ nhàng gì đó rồi ông gửi em bán lại cái máy này. Màu mè rồi còn đẹp lắm nè. Ốc này thì có dấu dặn hơi xíu. Mà nói chung máy này người ta xài cũng kỹ anh em ơi. Mở cái lọc gió ra cho anh em coi. Giá nó 1.750.000 ha. Đó. Đẹp từ gói nha. Trắng tươi. Made in Gia Bằng EVL. EVL này hình như nó cao hơn cái đời bình thường đó nè. Nó cao cấp hơn xíu. Cái dòng đẹp trắng tư luôn. Này cưa gia đình này hết sảy ha. Rồi giật lại cho anh em coi. Kéo nhẹ là nổ. Cái hơi nó chắc. Hơi chắc. Kéo qua, kéo lên xíu qua là nổ. Cái bệ đồ ở dưới cũng còn đẹp nè. Ở dưới đây cũng đẹp luôn nè. Đó. Nói chung là ông chú cũng xài kỹ. Rồi ông mua máy tay cục được cái rồi ông bán em. Ông kêu em bán giùm cái máy này. Đó, anh em nào cần thì liên hệ ha.
giống như là chia sẻ lại đam mê vậy đó. Máy này đẹp. Em nói máy bãi thì nó cũng kỳ, em nói máy dân xài thì cho anh em hợp lý ha, cái nào gỡ đó. Có xài rồi nhưng mà xài rất là kỹ chứ không phải bậy bạ. Đi nghe đã không anh em, thám hiểm nhất làm chạy rất nhẹp luôn nè. Máy đẹp hết sảy con bà bảy ha, tươi. Đó. Anh em nào cần thì liên hệ em, giá 1.750.000, máy nổ ngon lành. Rồi, Zalo số điện thoại em đây, 0961088776, giá 1.750.000, máy thu lại của anh ông chú, nói lộn, ông chú ông gửi bán, máy còn đẹp ha. Rồi anh em cần thì liên hệ, bình xăng này bình xăng bằng nhựa ha, nó không có bị sôi xăng gì hết. Rất là ổn luôn. Bình bằng nhựa. Bên đây bình xăng có hình cây xăng, bên đây bình nhớt lam có hình cây lam. Rồi anh em cần thì liên hệ ha, lấy lại cái đam mê của ông chú. Chú lúc mua xài kỹ lắm, máy này lúc ông mua 2.500.000. Rồi anh em mua thì liên hệ em ha. Rồi chào anh em luôn.